Vô rồi anh em ơi. Dữ rồi. Ủa, nghỉ dữ rồi. Từ từ, chưa anh ơi. Chưa. Ê, cá bự nha, trời ơi, nó kỹ. Ôi, cá bự lắm. Giờ khúc rồi. Cả nhà. Chụp dính gắn này nha. Thôi, cả nhà ơi. Cá. Nó thẻ cá luôn, nửa ký lô nha. Ok, hello, xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì hiện tại được đang có mặt tại cái ruộng sen của ông anh bữa mình thả lưới đó cả nhà. Hôm nay được có hỏi ông anh xuống đây mình cắm một ít câu để quay cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn. Cả nhà mình thấy nè, sau lưng được nè. Nguyên cái ao quá trời rộng nha. Đó, ao sen quá trời rộng luôn. Hôm nay được xuống đây trước để cắm một ít câu. Rồi trên đường đi cắm thì được quay sương sương thôi. Còn lúc mà đi thăm thì được sẽ quay kỹ càng hơn để cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn nha. Thì bây giờ được sẽ đi xuống câu thôi. Câu của mình thì cắm xong rồi cả nhà. Thì trong thời gian chờ đợi thì có anh Điệp với Ban Phúc mới ra. Đây anh Điệp đây cả nhà. Đang coi video thả lưới bữa nè. Thì Ban Phúc nè cả nhà. Tại tối nay mấy anh em là quyết định cắm trại ở đây luôn nha cả nhà. À, thấy cái sau lưng của anh Điệp rồi có cái liều đó. Xíu mấy anh em đi thăm câu xong rồi về đây ngủ. Chiều anh Điệp với Ban Phúc mua cá chê vô đây để hồi mấy anh em nhâm nhi. Đây, có ông anh mới ra. Chào mọi người. Chào anh. Anh Tinh Linh đúng không? Đúng rồi. Anh là anh chủ cái ao này cả nhà. Cái này là mình thuê thôi mọi người ơi. À thuê ha. Bữa giờ nói để có dịp gặp anh ngồi anh em tâm sự rồi chứ xuống đây quay 2-3 lần rồi. Lần này lần thứ 2 rồi. Mới gặp được cái ông anh. Lần trước quay cái đuổi lưới hả? Dạ, thả lưới, cũng thả với anh Đẹp với Phúc rồi luôn nè. À, chút bữa xíu thả thôi, đâu có nướng gì đâu ăn đâu hả? Không có nướng à. Mình đi về nhà mình ăn uống chia nhau ăn. Bữa Phúc đưa em cái chục con cá mà dinh bằng nào lấy bằng tay nè, ăn đã luôn. Tới giờ còn ở trong tủ lạnh 3-4 con nha. Mồi cũng chín nè cả nhà, bây giờ mình làm lai gai trước chút xíu, mình đi thăm câu rồi được sẽ quay cho cô chú anh chị mình cùng xem luôn nha. Thôi mời mọi người nha. Chín đó. Đó, ba anh em làm lai gai, em thì em ngồi em chơi với em ăn em uống nước lọc được rồi. Qua cái đợt Tết này em mới nhậu được. Gan hả? Dạ, đang uống thuốc. Vô mọi người ơi. Nằm miếng nè, sương sương. Sương hồi bắt đầu đi thăm câu tính tiếp. Về nướng nhìn ngon ghê. Nghéo à. Lấy cục đá bỏ ra chén có nước lọc vô. Ăn xong rồi giờ được với anh Đẹp với bạn Phúc đi ra ngoài kia thăm câu. Giờ mình đi bên đây trước. Trước ngoài sông linh lát. Tại vì đi mấy quận nói thấy. Ngập con nhái hay con nhái ốc tiêu ta? Nhái ốc tiêu rồi mày. Ốc tiêu rồi. Giờ xuống Đẹp ấy. Ô, cái gì dữ vậy? Thay mồi cả nhà ơi. Này như cá nó ăn mà ăn hết mồi luôn rồi. Hết mồi luôn. Dính rắn gì đây? Nước. Ồ, dính rắn nước chà bá luôn thằng ơi. Thế nào dính cá lóc chứ? Dính cắm mồi nhái thì phải dính. Đó. Cắm mồi nhái. Cả nhà ơi. Quá rắn rồi. Ăn không? Có ăn không? Biết đâu mà. Ăn hút. Rắn kìa. Đập đi. Này con này cũng giò cá á. Đập đi. Là ăn phải không? Ừ. Không ấy hả? Để không để sống hả?
Để sống để không bò ra không? Đập sợ nó chết. Hồi vô nướng luôn. Đập sợ chết. Hồi vô nướng luôn. Đập đi nướng. Chút nướng lèo. Nè cầm cầm cái đúng rồi, cầm đuôi giật luôn đi. Rồi đúng rồi. Có vô chỗ cho giống rồi, có chỗ cắm đó. Như vậy. Thấy chưa? Chưa đâu. Mới cắm bên kia. Kìa dính rồi. Vô anh em ơi, vô. Thấy cá ơi. Thấy cá gì anh em ơi. Nè. Ôi con cá này cũng được nha, ba lạng á. Từ từ chưa anh ơi. Chưa để em. Sợ nó sảy thôi. Không sảy đâu. Vô không sảy đâu anh đẹp ơi. Ba lạng. Để kéo trên bờ nhìn nó lả mắt coi. Có gì sợ nó sảy. Rồi lên, sao sảy được anh? Câu này dính là vô mắt không đó. Đó. Không. Đâu dính đâu, vô coi lưỡi câu ra. Đâu nè, chở con này. Ngay vô mép nè. Ồ. Đây cả nhà. Đây là con đầu tiên nha. Cũng ba lạng. Vô rồi anh em ơi. Trời, đưa cái đòi đít về chắc cứu nhất nó. Trời con nhái còn sống luôn nè. Ôi, trời ơi bầy lồng còng nè. Ủa bầy lồng còng có cá rất bự á. Phải không? Bầy càng câu đây sao đứng im ta. Ôi ôi dính nào ơi. Vô rồi. Cá ký hút ơi. Vô rồi. Đó, bậy rồi. Quá rồi. Cá ký luôn. Con cá nè. Bất công cỏ. Ôi là trời. Cá này cá lóc nhất nha cả nhà. Tìm cái nhỏ nhất á. Ồ. Này dính cá dữ dữ luôn trời. Chỉnh lại sang. Sang cái dính này. Bên đây cần. Ê có hàng đẹp ơi. Có rồi, vô rồi. Anh em ơi. Dữ kìa. Ôi, nghĩ dữ à. Cứng ta. Anh cầm máy cho em. Quá thế rồi, lúc còn câu luôn mày. Điểm nó coi. Quá đúng rồi. Tốt tiêu ta. Ôi, bự lắm rồi. Quá thế con cá rồi. Nó dính với cỏ với nè. Ôi con cá dữ lắm anh này. Trời ơi trời. Đưa vô đúng rồi. Cái nửa ký hút rồi. Quá cá rồi. Cá nửa kia. Wow. Quá cá cả nhà ơi. Whip cả nhà. Quá bằng kilo luôn. Nửa ký luôn nha. Cái này tầm nửa ký. Để em giật luôn anh ha đẹp. Để giật luôn. Ra ngoài Phúc cầm đang cầm thùng ngoài. Ủa con dính cũng hơi meo ta. Xe lại cái này giờ phải cắm trừ hao mới được. Cắm trừ hao cái ăn. Nước giờ đang giật nữa mà. Thì sáng nay thì được đi cuốn câu nha cả nhà. Chứ hôm mà thất bại lắm rồi, thăm có ba dính ba con nhái à. Lộn ba con cá. Ba con cá. Thua. Nước giật lên xuống không. Khó canh quá. Lâu anh đẹp đi cắm câu chứ được nữa. Thấy điểm ngon quá à nhà. Làm chết quá anh đẹp. Đêm quá mà. Nước lên nước xuống khó canh quá. Uầy. Đâu luôn nha. Đấy. Chạy đâu cho thoát. Cái nhà. Chụp dính gắn này nha. Đấy, gắn. Không phải. Hôm giờ là chảy ảnh hai lần rồi. Không đi ra. Hôm giờ chảy ảnh hai lần rồi giờ mới dính nè. Con này bự bằng hơn giờ cái một tí. Không được. Giờ mình không có cá thì mình lụm luôn. Nửa câu mà chưa thấy dính cá nha. Lần này có nha quậy nè. Ê, cá này bự không là thấy nó lẹt dữ ta. Lúc cần nè. Ê, cá bự nha. Cá bự nha. Trời, nó kỳ. Ôi, cá bự lắm. Giật khúc ơi. Từ từ nha, từ anh đi ơi. Để em nhớ nó lên cái em đưa vô cho nó giật cho.
rồi. Sao lâu dính cá bự phải giật chứ. Con này bằng con hôm nữa nè cả nhà. Con này chắc có nửa lạng. Nửa ký á. Whip. Whip nè cả nhà. Quá đã luôn. Quá đã luôn. Con này bằng con hôm. Còn cái lưỡi nó dính cũng hơi sâu chứ không cạn. Lút ở trong luôn. Đó cả nhà ơi. Cá. Hết thảy cá luôn. Nửa ký luôn nha. Đâu rồi, đưa đây, bỏ vô. Vô bị nè. Rồi còn mấy cần cuối cùng nữa cả nha. Là xong câu rồi, buổi sáng cuốn có dính có con cá lóc một. Buồn dễ sợ luôn. Nhìn cái địa điểm rất là ok luôn mà chỗ này hết ok nổi. Nó hết câu rồi nè cả nha. 45 cần câu. Giờ cuốn câu cũng xong rồi, giờ mình sẽ quay qua mình cuốn lưới luôn nha cả nha. Rồi hôm mình mới neo lưới đó. Không biết có gì không đây. Ngày chút xíu được xin mời cô chú anh chị ở lại xem cái hành trình cuốn lưới của mấy anh em mình nha cả nhà ơi. Đó. Còn buổi sáng đây con rắn còn sống nữa, hàng khủng nha, chiếc veo luôn sống sống sao nổi. Nhảy nha, nhảy đó, dở cái đó là. Đang để sao sáng không kiếm chuyện người ta. Đây là thành quả của mình cắm câu hôm nay cả nhà. Con còn nhỏ ní nữa nhưng mà cắt luôn rồi. Con này có ký cái dính cái tay đó. Còn ba con trọng trọng nè, ba con này chắc cũng có ký á. Dính con rắn nè cả nhà. Quá quyết. Bây giờ anh bỏ lại cái thùng, anh thùng đi đây. Bỏ lại thùng để đi cuốn lưới. Wow, quá đã cả nhà ơi. Mà dính nhiều mới đã. Rắn này bỏ thùng luôn. Có bao bỏ thùng. Wow ha. Thành bao ra bỏ bao đâu bao mình đi ấy chị. Tiêu cá hả? Cá để đâu? Cá để bao chứ để thùng sao? Dục này thùng đi. Đây nè, con này còn nè ông ơi. Nè. Hôm mới thả xong dính liền cả nha. Tháo luôn phú con cá này cái gì? Cái dẫn. Cái dẫn chứ không phải mà dính. Cho bạn Phúc gỡ đi, mình đi thăm cả nhà. Rồi dứt ngay cây nữa. Dính nè. Ê còn tôm nữa, tôm màu xanh Phúc ơi. Độ. Tôm dữ dằn luôn nội ơi. Đâu tôm. Nè nè nè. Gốc quá rồi. Dính gốc cây dưới. Bẻ bẻ ngay cái mỏ, dính ngay mỏ là bẻ ra là ok. Ôi, quá trời Phúc ơi. Dữ lắm rồi Phúc ơi. Nguyên con cá sấu ông thằng ơi. Rồi. Chàng nghính luôn. Phân từ từ xuống đây. Sáng mũi hì chơi. Đây, nghe lôi nè. Nghe lôi nè, có dính gì đây. Ê. Ủa con cái gì vậy? Mày dính. Ý quá quậy. Mày dính chà bá luôn. Trời trời. Thật thấy. Quá trời dính. Nước văng dính vô màn hình. Quá cá rồi được rồi. Phải không? Đủ. Cá quá cá rồi. Quá trời mà dính luôn. Ê, quá văng, quá vậy. Dính hơi cái này không có đã chứ. Này to hơn lướt không được hay sao á. Cái cá bự không nha. Thấy rồi giống cám thôi chắc mẹ. Ê, hên vô bọc. Để vô bọc mà. Cá gì khủng khiếp đây nè Phúc ơi. Cá này đậu dữ dằn luôn Phúc ơi. Đó. Ôi là trời. Con này cá nhà. Cá mà dinh nè. Này phải văng trên mé rồi. Cái này lướt này lướt 8 phân hay gì ông ơi. Ôi đây nè Phúc ơi. Đây. Dính cái đít mày nữa rồi. Ui đây con nữa cả nhà. Đó. Hả? Dính cái đít nè. Trời. Đít dạ cái lưới rồi. Quăng quần cái nút. Thôi thằng thiệt chứ.
Trời ơi trời. Thấy ngoài Vinh không? À. Là... Trời. Người ta khè đó chịu. Này đúng dính cá xè luôn á. Vậy là hiểu rồi ha, đủ mới lưới 8 phân rồi đó. Đưa đây, vô đưa cái mỏ vô đây. Cái gì ngược vô đây nè. Cái gì ngược vô đây cả nhà. Cái gì đây không biết. Thôi rồi. Ôi xảy luôn rồi. Ôi chắc dính cá bự rồi, cá lóc cái gì rồi. Bị thẳng lưới qua đây luôn trời. À, ghị vô. Ghị vô đây gắt bự. Ghê à. Ngày chi hôm nghe quậy. Ghị vô nó quá. Ê nè. Ê, hai ba con nó hút rồi. Cầm cầm thôi cầm hút rồi. Hai ba con tôi dở vậy nhí 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 thử coi. Con nhóc quá. Ê, con này sắp gớt này. Con này gớt lấy con này trước hút rồi. Con ngư huy này trước rồi. Phải mờ rồi mấy răng con cạn nó dính nó dữ. Răng trên mép cạn này. Dở dở nhẹ nhẹ đưa ngư huy vô đây. Dở dở dở. Rồi. Nhìn ngư huy là biết giục rồi. Mình đâu có giật đâu. Ừ. Vậy cái con đó con cá gì bự lắm rồi đó. Á à, nó ruộng rồi nó lòi lưới vô tới trong đó trời. Ví dụ mò mò lại lên đó. Mạnh dữ vậy. Đụng nó kia mà vào đây nữa. Dính nó ở đây luôn hả? Ừ. Cầm cái đầu tốt xuống đi. Dính chắc cái đầu. Đây là cá của mình thả lưới hồi sáng nha cả nhà. Chắc cũng được khoảng cỡ 3 kg cá. Con mà Vinh khủng. Đó, quá trời khủng mà Vinh luôn. Cuốn lưới rồi hết xong rồi, cuốn câu cũng xong rồi cả nhà. Em video cũng được tới đây cũng kết thúc luôn. Rồi bye bye tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp cả nhà vào những video tiếp theo. Anh Điệp ơi. Hi. Chào cả nhà. Rồi. Ơi, chào cả nhà. Bữa nay mình thất thủ ha Phúc. Thất thủ quá đó. Lưới câu gì kia cũng không dính vậy. Nay đi coi không có ngồi ngày ông ơi.